tháng năm chạy sau đó lại thuật lại. Thế thì thưa với quý vị là về vấn đề văn hóa nó có những vấn đề về kiến trúc, vấn đề về nho giáo, vấn đề về chữ viết vân vân. Thì ngày xưa các dân tộc Kinh của chúng ta hầu như không có chữ viết, chỉ có người Mường có chữ con đồng đọc thôi. Đó là ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ, tức là giống như Lào với Campuchia, Thái Lan là cái chữ con đồng đọc. Nếu vậy thì lát nữa phần sau nếu có thì giờ thì chúng tôi sẽ nói tiếp, chứ nếu không có thì không có nói hết được. Nhưng mà chúng tôi xin nói nhanh là trong những cái phần đó thì chúng ta đã từng ở động Đình Hồ, sông Dương Tử, cho nên chúng ta đã để lại những dấu ấn trên đó. Thành ra cái dấu ấn của chúng ta nó trở thành gia sản chung. Ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc là người ta luôn luôn người ta nói di sản thế giới. Cho nên chúng ta đừng vì ngày hôm nay có cái hiềm khích mà chúng ta bảo ô, ghét tàu thì có thể ghét lãnh đạo tàu, nhưng mà chúng ta không ghét dân tàu.